Thân mến, khi nói đến những dòng loa Bose, chắc hẳn chúng ta đều nghĩ ngay đến cặp loa Bose 601 Series 3, bởi đây là một trong những dòng loa cao cấp được rất nhiều người yêu thích. Nó thực hiện được hai tính năng, một là nghe nhạc chuyên nghiệp trong gia đình và thứ hai là có thể hát karaoke. Đây chính là lý do rất nhiều người đã tìm đến Bose 601 Series 3. Trong chương trình video clip hôm nay, tôi sẽ ghép một bộ cấu hình cho một bác khách ở Vũng Tàu. Các bạn thân mến, đây là một dàn máy hoàn hảo để các bạn vừa nghe nhạc chuyên nghiệp và các bạn lại có thể hát karaoke. Thì các bạn nhìn thấy trước hết ở bên tay trái, đó là một chiếc loa siêu trầm Bass 40 của hãng JBL xuất vào thị trường châu Âu. Đây là con súp phục vụ nhu cầu nghe nhạc chuyên nghiệp, cho nên tiếng bass của nó rất hay. Các bạn nhìn thấy ở giữa là cặp loa Bose 601 Series 3 màu vàng. Đây là một trong dòng loa có lẽ tôi đã có rất nhiều bản test mà rất nhiều anh em cũng đã được thưởng thức và có nhiều anh em đã sở hữu rồi. Ở đây thì các bạn nhìn thấy tôi dùng một âm ly, đó là âm ly Denon 890DG mặt vàng tích hợp giải mã DAC. Và liền kề ở phía trên đó là đầu CD Denon F10 vừa chạy CD vừa giải mã. Đây là chiếc đầu 2 trong 1. Và các bạn nhìn thấy cái màn quắc màu xanh ấy, thì đó chính là một chiếc vang số CAVSV850. Đây là một dòng vang mà hãng CAVS đã tập trung vào để có chất lượng thanh tốt, cho nên họ đã cắt bỏ những tính năng ví dụ như là kết nối không dây Bluetooth để chống nhiễu, đem lại âm thanh rất hoàn hảo. Và trên cùng thì các bạn nhìn thấy bộ mic không dây CAVST4S, một đầu thu hai tai mic. Đây là một cấu hình hoàn hảo dành cho những người một là muốn nghe âm thanh nghe nhạc khắt khe tinh tế, lại có thể hát karaoke mà không sợ hư loa. Thế các bạn thân mến, mời các bạn cùng tiến lại gần quan sát một chút để chúng ta sẽ nhận ra vẻ đẹp mỹ miều của một bộ cấu hình hoàn hảo cho bác khách ở Vũng Tàu. Đây là loa JBL của con súp xuất vào thị trường châu Âu, nguồn điện 230V, các bạn cắm 220 bình thường. Ở đây là một cái công tắc vặn to nhỏ của súp này. Và ở liền phía dưới là một cái nút bấm để cho bass đánh vòng phía sau hoặc là đánh dội trực tiếp, kết nối 3 chân chuẩn châu Âu chống nhiễu. Hiện nay những cặp loa Bose 601 Series 3 như thế này thì có rất nhiều anh em đã mua ở rất nhiều nơi với mức giá khoảng 45, 48, thậm chí là 50 triệu đồng. Nhưng tôi luôn luôn để cho các bạn mức giá ổn định là 44 triệu đồng một cặp này. Những cặp như thế này tôi đã có video hướng dẫn các bạn cách nhận diện, phân biệt những dòng loa bị lai, nhái rồi những dòng loa dựng. Thì các bạn có thể vào YouTube gõ chữ Cương Audio phân biệt loa Bose là các bạn sẽ thấy những bản test cũng như những video mà tôi đã hướng dẫn các bạn. Các bạn thân mến, ở đây thì các bạn nhìn kỹ lại, đây là một cái dàn máy mà có cả sự xuất hiện của đầu CD đến ông F10. Đấy, đây là dòng đầu vừa chạy CD vừa giải mã. Những chiếc đĩa CD như thế này tôi có rất là nhiều, anh em thì có nhu cầu có thể tặng em một vài chiếc nếu anh em nghe nhạc chuyên nghiệp. Tiếng rất là êm và trong. Thì các bạn nhìn thấy vai trò của chiếc vang số CAVSV850 này. Đây là một dòng vang số cho tiếng rất là dày, chỉnh bằng máy tính hoặc chỉnh tay rất là dễ dàng, rất là dễ chỉnh. Mix CAVST4S, một đầu thu hai tai mic, có giá 3 triệu đồng một bộ. Âm ly này thì có giá 21 triệu đồng này các bạn này. Đầu CD có giá 15 triệu đồng này. Còn vang số của hãng CAVS này, đây là một trong dòng vang rất là cao cấp, cho tiếng rất là êm, dày. Và các bạn nghe cái nhạc, nhạc YouTube nhưng mà các bạn thấy tiếng rất là mượt. Bắt đây tôi sẽ test âm để các bạn nghe thử xem chất lượng âm thanh của nó tốt như thế nào các bạn nhé. Và tôi nhắc lại, đây là cấu hình của bác khách ở Vũng Tàu. Nhạc rất là êm mượt rồi. Sông
có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông, gần trường học hai đứa, sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang, có bên sông ngập nắng, có cây đa rừng che mát vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống đợi yên vui, dặn tràn qua sông khói lửa mù khơi. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi nỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm mong có nàng ra đón, áo trần sơn vai động vui chưa chân. Nào ngờ khi qua sông áo vắng sen tàn úa, mới hay tin người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Chiến trường tình yêu đành chia phôi nỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm mong có nàng ra đón, áo trần sơn vai lộng vui chưa chan. Nào ngờ khi qua sông áo vắng sen tàn úa, mới hay tin người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông.